Quý vị, chương trình hôm nay gồm có 33 câu hỏi của nhóm Phật tử miền Bắc do nhóm trưởng Bùi Đình Biên cư ngụ xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đại diện hỏi và 19 câu hỏi của cô Lê Thị Dung cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là 33 câu hỏi do nhóm trưởng Bùi Đình Biên đại diện hỏi như sau chính lợi bác nguyễn nhân diện chủ kim trưởng ban quản trị chùa thiền tông tân diệu xã tân mỹ huyện đức hòa tỉnh long an chúng cháu là nhóm miền bắc trưởng nhóm là bùi đình biên cư ngụ tại xã cổ bì huyện bình giang tỉnh hải dương chúng cháu tu theo đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam kể từ ngày bác cho công bố pháp môn thứ sáu của đức phật dạy chúng cháu thấy đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam quả là đạo khoa học vật lý đưa con người việt nam từ mê tín trở thành con người trí tuệ sáng suốt không ai lường gạt được mình chúng cháu xin kể cho bác nghe khi chúng cháu chưa biết thiền tông nghe thầy nào dạy gì cũng làm theo như Thầy bảo chúng cháu lại Phật 500 lại, chúng cháu cũng lại. Thầy bảo chúng cháu lại mỗi một chữ trong kinh một lại, chúng cháu cũng lại. Thầy bảo chúng cháu ngồi thiền, chúng cháu cũng ngồi. Thầy bảo chúng cháu niệm Phật, chúng cháu cũng niệm. Thầy bảo chúng cháu niệm chú, chúng cháu cũng niệm. Ôi choa! Nói tóm lại, thầy bảo gì thì chúng cháu cũng phải làm theo. Chúng cháu ngu đến đổi vào chùa để nghe thầy dạy giác ngộ và giải thoát. Thế mà chúng cháu vào chùa để nghe quý các thầy chửi tục, chửi tiểu mà cũng ngồi nghe, không dám đứng dậy bỏ đi. Nghe quý thầy chửi lộn nhau, thế mà chúng cháu cũng ngồi nghe, không chịu ra ngoài quý thầy dạy tình dục nam nữ thế mà chúng cháu cũng ngồi nghe thật là quá ngốc ai cũng biết rằng đạo phật là đạo giác ngộ và giải thoát thế mà chúng cháu đi khắp trong nước việt nam để tìm thầy dạy giác ngộ và giải thoát nhưng mấy chục năm trời đi tìm khắp nơi mà không chùa nào dạy không thầy nào biết Tình cờ cháu lên mạng thấy bản hiệu chùa Thiền Tông Tân Diệu đề câu Chuyên dạy giải thoát Thật tình chúng cháu rất mừng Nên giờ nào rảnh là chúng cháu mở mạng ra xem Nghe bác trả lời những câu hỏi của người hỏi quá hay Mà mấy chục năm nay chúng cháu đi tìm khắp nơi mà không gặp Ngày 14 tháng 5 2017 Nhân dịp Chùa Thiền Tông Tân Diệu được chính quyền và giáo hội Phật giáo Việt Nam cho bác công bố quyển quyền ký của Đức Phật, bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, chúng cháu có đến dự. Thật là may mắn cho nước Việt Nam ta, có tinh hoa đạo Phật, nhưng lại nằm ở vùng quê xa xôi hẻo lánh của xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhưng khi bác cho công bố ra các thầy tu theo đạo phật không chịu đến tìm hiểu mà ngồi ở chùa chửi bác rất thậm tệ thật tình chúng cháu không biết những thầy tu theo đạo phật hiện nay tu gì mà bắt trình bày giác ngộ và giải thoát thế mà các thầy lại chửi bác đạo phật dạy giác ngộ và giải thoát này bác đã xin phép chính quyền và giáo hội Phật giáo Việt Nam cho công bố ra. Được chính quyền và giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép. Thế mà các thầy lại chửi cho thiền tông là của bọn ma vương, là tà đạo, là tâm thần, là quan tưởng, vân vân. Thưa bác, chúng cháu có suy nghĩ lời của Đức Phật trong kinh. Đến đời mạt Pháp Đạo Phật của Như Lai bị các môn đồ lợi dụng để kiếm tiền Đến đời mạt Pháp, Đạo Phật của Như Lai bị các môn đồ lợi dụng để kinh doanh Nghe Đức Phật dạy như vậy, chúng cháu rất buồn cho Đạo Phật có tinh hoa Thế mà các thầy tu không chịu đem ra sử dụng Mà lại đem các đạo khác vào chùa, phổ biến để kiếm tiền Thật là xấu hổ cho Đạo Phật quá Kính thưa bác, hiện nay bệnh COVID-19 đang hoành hành. Nhà nước khuyên người dân không tập hợp đông người, nên chúng cháu ở nhà có 33 câu hỏi về đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông. Xin bác trả lời cho chúng cháu. Xin cảm ơn bác nhiều. Trước khi trình 33 câu hỏi, chúng cháu có bài kệ nói về sự hiểu biết thiền tông của cháu. Xin bác đọc bài kệ của chúng cháu như sau thiền tông là bỏ ngu si đụng ai cũng lại còn chi tánh người tánh người không lại người cười sống với phật tánh bỏ người thế gian thế gian xảo trá ngang tàn lừa người ngu ngốc lấy vàng người ta tu đạo của phật thích ca giác ngộ giải thoát mà ta không màng bài ra cúng tụng đủ đàn dụ người mê muội nói càng nói điên đạo giải thoát nói linh thiêng tiền vàng vô số mà khiên vô lọ tu giải thoát không chịu lo tạo nhiều công đức mần mò về quê quê xưa phật giới là quê niết bàn bảo sở là quê vĩnh trường 33 câu hỏi của chúng cháu như sau. Câu hỏi 1 của chúng cháu. Thưa bác, quỷ môn quan địa ngục và ngày mở cửa âm phủ vào đợt tháng 7 âm lịch hàng năm. Những quan niệm này liệu có thật không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Có thật Đây là lời dạy của Đức Phật Trong Kinh Vu Lan Báo Hiếu Phẩm phổ môn Dành cho người tu còn trong nhân quả luân hồi Câu hỏi 2 của chúng cháu Thưa bác Là Phật tử Thiền Tông Nhưng hay đi kêu gọi người khác làm từ thiện Cho những người gặp khó khăn, dịch bệnh, dân dân Thì liệu có ảnh hưởng gì đến con đường trở về Phật giới không? Thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời Không ảnh hưởng gì nếu mình tu giải thoát mà có lòng kiên cố vững chắc đây là tu tạo phước đức rất tốt câu hỏi ba của chúng cháu đạo là gì ai lập ra thưa bác bác Nguyễn Nhân trả lời đạo là đường đi đến mục đích nào đó ở trái đất hay tam giới hoặc đi ra ngoài tam giới do gì giáo chủ dạy còn ai lập ra đạo số vị lập ra đạo không thể tính hết được phát tạm cho cháu biết ba dạng người lập ra đạo gồm dạng một vị thánh chủ trái đất lập ra ba đạo gồm một là đạo thần dạy người tu có sức mạnh để bảo vệ gia đình tổ quốc biên cương đất nước hai là đạo thánh dạy người tu sống trong nhân nghĩa lễ trí tính gọi là sống thánh thiện ba là đạo tiên dạy người tu nhàn hạ bỏ chuyện thế gian để không bị nhân quả dạng hai vị toàn năng toàn giác lập ra đạo phật có sáu pháp môn tu gồm pháp môn một Dạy người tu có 37 pháp ngồi thiền quán và tưởng những gì mà người tu thích. Có pháp môn tứ quả tinh văn là pháp môn có nhiều người tu thích nhất. Thành tụ cao nhất là thánh A La Hán. Pháp môn 2 dạy người tu thành giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư. Pháp môn 3 dạy người tu thành kỹ sư đạo Phật, hành nghề kỹ sư pháp môn bốn dạy người tu làm phước thật nhiều để sau khi chết vãng sanh lên nước trời cực lạc hưởng sung xuống tột cùng pháp môn năm dạy người tu làm thần y trị bệnh pháp môn sáu dạy người tu thoát ra ngoài sinh lão bệnh tử dạng ba Vị lãnh đạo thánh lập ra đạo hiển linh Có nhiều danh gọi Đạo hiển linh là đạo rất nhiều người tu nhất Câu hỏi thứ tư của chúng cháu Thưa bác, người tu theo các đạo chân chính Thì người tu này phải như thế nào? Thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời Người tu theo các đạo chân chính tu theo pháp môn nào thì phải treo bảng hiệu thật rõ ràng của pháp môn đó và thành quả ra sao gọi là người tu theo đạo chân chánh câu hỏi năm của chúng cháu thưa bác có mấy loại đạo và tu để được gì thưa bác bác nguyễn nhân trả lời đạo thì có bốn loại đạo chánh tu để được như sau một đạo chân thật tu để biết được chân thật ở trái đất này hai đạo hiển linh tu để cảm nhận được sự hiển linh của các vị thánh ở trái đất này ba đạo khoa học tu để biết được sự thật các loài thần thánh tiên và linh thiêng bằng khoa học ở trái đất này bốn đạo giải thoát tu để thoát ra ngoài sinh tử luân hồi ở trái đất này câu hỏi 6 của chúng cháu ai là chủ trái đất này thưa bác bác nguyễn nhân trả lời trời tứ thiên vương là chủ trái đất này câu hỏi 7 của chúng cháu ai quản lý trái đất này thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời. Trái đất này quản lý có đến 6 vị, gồm một Thần chủ trái đất và thần mẫu 2. Thánh chủ trái đất và thánh mẫu 3. Tiên chủ trái đất và tiên mẫu Câu hỏi 8 của chúng cháu Một con người có mấy thứ tánh, thưa bác? bác nguyễn nhân trả lời con người có bốn thứ tánh gồm một tánh phật từ phật giới vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người để tạo công đức mang trở về phật giới định hình ra ngôi nhà pháp thân tinh tịnh và kim thân phật hai tánh người do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại mới phát ra 16 thứ tánh gọi là tánh người gồm có thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy tham sân si mạng nghi ác và kiến chấp ba tánh thánh giúp tánh người sống trong nhân, nghĩa, lễ, trí tính để thành người thánh thiện. 4. Tánh tiên giúp tánh người nhàn hạ để không tạo nghiệp nặng mà bị đi các nơi xấu như qua báo, hai địa ngục hoặc quả ngục. Con người chỉ có bốn tánh. Ngoài ra còn có tánh thần nhưng chỉ để quản lý nhân quả của con người. Nên không được xếp chung vào tánh của con người. Câu hỏi chính của chúng cháu Thưa bác, tu theo pháp môn thiền tông Tu làm sao là đúng nhất, thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời Tu theo pháp môn thiền tông mà muốn đúng nhất Thì tu như sau Sống bằng nghề gì thì tận tụy làm nghề đó Có gia đình phải lo cho gia đình Có tổ quốc phải lo cho tổ quốc Học cho thông quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam Và hành cho thật đúng quyển giáo lý này dạy Tuyệt đối ba không Một Không tin những gì mà mình không kiểm chứng bằng khoa học được Hai Không nghe ai nói gì cũng tin Gọi là tin mù quáng Ba Không nghe ai bảo gì cũng làm Gọi là làm theo mê muội Người có kiến thức như nêu trên Thì người này tu theo pháp môn thiền tông mới đúng nhất Câu hỏi 10 của chúng cháu Thưa bác Loài thánh và loài tiên có giống nhau không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Loài thánh và loài tiên không giống nhau Mỗi loài có nhiệm vụ riêng như Loài thánh có nhiệm vụ giúp tánh người lương thiện sống nhân nghĩa lễ trí tính lời tiên có nhiệm vụ giúp tránh người sống nhàn hạ không tránh giành hơn thua với ai câu hỏi 11 của chúng cháu thưa bác tu sao mà bị vào hầm lửa lớn thưa bác bác nguyễn nhân trả lời tu mà bị vào hầm lửa lớn thì tu như sau một tu theo pháp môn thiền tông mà phản pháp môn thiền tông học này thì bị vào hầm lửa lớn hai tu theo pháp môn thiền tông mà phá pháp môn thiền tông học này thì bị vào hầm lửa lớn ba tu theo pháp môn thiền tông mà chửi pháp môn thiền tông học này thì bị vào hầm lửa lớn bốn tu theo pháp môn thiền tông mà chê pháp môn thiền tông học này thì bị vào hầm lửa lớn. 5. Tu theo pháp môn thiền tông mà triệt tiêu pháp môn thiền tông học này thì bị vào hầm lửa lớn. 6. Tu theo pháp môn thiền tông mà cướp pháp môn thiền tông học này thì bị vào hầm lửa lớn. 7. Tu theo pháp môn thiền tông mà chửi cả ban phổ biến pháp môn thiền tông học này thì bị vào hầm lửa lớn. Vâng vâng. Câu hỏi 12 của chúng cháu. Thưa bác, tu mà bị vào hầm lửa lớn có trở lại làm người được không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Tu theo pháp môn Thiền tông mà bị vào hầm lửa lớn rồi thì vĩnh viễn không trở lại làm người được mà phải mang thân con vi trùng vĩnh viễn. Thì đã mất hết nhựa sống của con người. Câu hỏi 13 của chúng cháu Thưa bác, tu mà lỡ kinh chê, phá, chửi hay cướp pháp môn thiền tông, Bị nhân quả vào hầm lửa lớn, có sám hối được không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Tu mà lỡ kinh chê, phá, chửi hay cướp pháp môn thiền tông, bị nhân quả vào hầm lửa lớn sống hối được nhưng phải thật tình không qua lo không làm cho có lệ phải chú ý hai phần như sau một con người mình sống hối mà trong thâm tâm mình không còn dính chút gì phản chê chửi cướp pháp môn thiền tông với một tấm lòng thật tình ăn năn hối cải thì được hai còn sám hối mà trong thâm tâm mình còn một chút gì Hay ý gì Phản, chê, chửi, cướp Thì thôi đừng sám hối làm chi cho mất công Câu hỏi 14 của chúng cháu Vọng tưởng đến cứ cho nó đến Biết vọng tưởng nhưng không theo nó Thì vọng tưởng sẽ tự nhiên hết Có phải như vậy không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Cháu nói vậy rất là đúng Trình độ của cháu hiểu thiền tông như vậy Thì cháu là người hiểu thiền tông rất chuẩn rồi đó Câu hỏi 15 của chúng cháu Tại sao gọi tâm bình thường là đạo thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Tâm bình là không suy nghĩ Là thanh tịnh chính là đạo của những người tu dẹp vọng tưởng ai biết vọng không theo câu này trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật dạy cho những người tu theo pháp môn đại thừa như sau ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm câu này có ý nghĩa như sau tâm của mình nhìn thấy cảnh vật mà không dính cảnh vật chính là cái tâm diệu kỳ đó là tánh phật của mình đó trong các kinh Đức Phật dạy Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát Chính là ý này Câu hỏi 16 của chúng cháu Đừng tìm về quá khứ Đừng nghĩ tới tương lai Câu này có ý nghĩa như thế nào thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Câu này Đức Phật dạy Đừng suy nghĩ quá khứ Đừng suy nghĩ tương lai, tức bảo mình đừng có tưởng tượng gì hết. Nếu tưởng tượng là dính vào nhân quả ở trái đất hay tam giới này không trở về Phật giới được. Câu hỏi 17 của chúng cháu Tam giáo đồng nguyên là gì? Ai lập ra ba tôn giáo này thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Tam giáo đồng nguyên là ba đạo do một người lập ra Người lập ra ba đạo này là Thánh Chủ Trái Đất Gồm Một, Đạo Thần Hai, Đạo Thánh Ba, Đạo Tiên Câu hỏi 18 của chúng cháu Đạo chân thật là gì? Ai lập ra đạo chân thật này? Tu theo đạo chân thật để được gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đạo chân thật là đạo dạy cái gì cũng chân thật, rõ ràng. Vị toàn năng toàn giác lập ra đạo chân thật rõ ràng này. Tu theo đạo chân thật rõ ràng để không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Câu hỏi 19 của chúng cháu: Đạo hiển linh là gì? Ai lập ra đạo hiển linh? Tu theo đạo hiển linh để được gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Đạo hiển linh là đạo có hiện tượng lạ Mà người ta gọi là linh thiên Bị lập ra đạo hiển linh là bị thái cực tiên ông Cũng gọi là đấng chí tôn Đạo hiển linh tu để thành thánh hiển linh Câu hỏi 20 của chúng cháu Đạo khoa học vật lý là gì? Ai lập ra đạo khoa học vật lý? Đạo khoa học vật lý tu để được gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Đạo khoa học vật lý là đạo dạy về khoa học vật lý Người lập ra đạo khoa học vật lý là bị toàn năng toàn giác Tu theo đạo khoa học vật lý để thành người toàn biết về khoa học vật lý ở trái đất này. Câu hỏi 21 của chúng cháu Trời tứ thiên dương làm chủ trái đất này Vậy thì các ngài sẽ quản lý thần thánh tiên của trái đất này như thế nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Trời tứ thiên vương làm chủ trái đất này Phân công thần thánh tiên mỗi vị một công việc làm ở trái đất này tức mỗi vị quản lý một hệ thống. Câu hỏi 22 của chúng cháu Tánh thần, tánh thánh, tánh tiên Ba thứ tánh này nằm ở đâu trong con người vậy, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Tánh thần thì sao sát con người để quản lý con người Tánh thánh thì bám theo vai phải của mỗi con người Tánh tiên thì bám theo vai trái của mỗi con người. Câu hỏi 23 của chúng cháu Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Những câu này có ý nghĩa như thế nào thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Ý nghĩa bốn câu này như sau Một, làm ác thì bị quả ác Hai, làm hiền thì được quả lành Tánh mình tự thanh tịnh được Làm theo ý mình thì được thành công những gì mà mình muốn Đây là lời của chư Phật Câu hỏi 24 của chúng cháu Vào những ngày lễ Tết hoặc ngày dỗ Chồng con hay nhờ con đi mua đồ vàng mã để về nhà cúng lễ Như vậy con có bị bôi đen công đức không ạ, à, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Làm mà mình không bị dính là không bị bôi đen Làm mà dính thì bị bôi đen Câu hỏi 25 của chúng cháu 36 vị tổ thiền tông đều là quá thân của những vị Phật Bồ Tát xuống trái đất này Mong bác có thể giải thích thêm cho chúng con hiểu có được không, thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời các vị tổ tự nguyện đi theo dòng thiền Là những vị đã kiến bằng thánh Phật của các vị mới làm tổ được Bác không giải thích được Nhiệm vụ của bác là người phổ biến thiền tông Khoa học, hữu hình và vô hình Chứ bác không có nhiệm vụ nói rõ vị tổ nào là Phật Hay vị tổ nào là Bồ Tát Đi theo dòng thiền tông Câu hỏi 26 của chúng cháu Các vị Phật Bồ Tát, các cõi trời Muốn xuống trái đất này lúc nào cũng được có phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Cháu phải biết ba phần như sau Một Trái đất là do bốn vị Chúa Trời Thiên Vương tạo ra Hai Các vị Chúa Trời Thiên Vương phân công Các vị Thần, Thánh Tiên quản lý trái đất này Ba tức các vị thần thánh tiên làm chủ trái đất mỗi vị làm chủ một khía cạnh vì vậy vị phật ở phật giới muốn vào trái đất thì phân thân vào vị bồ tát ở cõi nước cực lạc muốn xuống trái đất thì phải đi xuống trái đất vị trời muốn xuống trái đất thì cũng phải đi xuống trái đất các vị này vào hay xuống trái đất chỉ được phép ngựa tầng bình lưu trái đất liên lạc với vị thần chủ trái đất xin gặp để làm chuyện gì thì phải xin phép vị thần chủ trái đất khi nào vị thần chủ trái đất chấp thuận thì mới được vào khi các vị này vào hay xuống trái đất rồi thì phải có các vị thần theo bảo vệ chứ nếu không có các vị thần theo bảo vệ thì các loài thập thánh theo quấy phá vì vậy, các vị Phật, Bồ Tát hay Trời muốn vào hay xuống trái đất thì phải qua hệ thống của các vị thần chứ không tự ý vào hay xuống trái đất được. Câu hỏi 27 của chúng cháu Làm thế nào để cho tánh ác không suối tánh người làm ác, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Muốn cho tánh thánh không suối tánh người làm ác thì tánh người đừng làm những việc như sau không quỳ lại cầu xin ai không nghe ai nói gì hết cứ lo làm ăn có gia đình phải lo cho gia đình có tổ quốc phải lo cho tổ quốc không tu theo đạo nào hết thì làm gì có tánh ác nào suối mình làm ác được câu hỏi 28 của chúng cháu nơi ở của thần chủ trái đất và thần mẫu là nơi nào của trái đất này thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Nơi ở của thần chủ trái đất và thần mẫu là ở đỉnh núi My hy Mã Lạp Sơn. Câu hỏi 29 của chúng cháu. Nơi ở của thánh chủ trái đất và thánh mẫu là nơi nào của trái đất này thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời nơi ở của thánh chủ trái đất và thánh mẫu là nơi lưng chừng núi Hy Mã Lập Sơn. Câu hỏi 30 của chúng cháu Nơi ở của tiên chủ trái đất và tiên mẫu là nơi nào của trái đất này thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Nơi ở của tiên chủ trái đất và tiên mẫu là ở vùng nào có núi rừng, ao, hồ đẹp nhất ở trái đất này là nơi các vị ở. Câu hỏi 31 của chúng cháu. Nhiệm vụ của thần chủ trái đất và thần mẫu là gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Nhiệm vụ của thần chủ trái đất và thần mẫu có 11 nhiệm vụ gồm Nhiệm vụ 1 Làm theo sự phân công của bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương Nhiệm vụ 2 tiếp kim thân Phật từ Phật giới vào trái đất, đưa các tính Phật nam nữ vào trái đất, vào gia đình, xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức và được phép chấp thuận. Nhiệm vụ 3. Tổ chức lễ rước các tính Phật nam nữ này vào trái đất, vào gia đình, xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức và dạy các tính Phật này sống đúng tư cách của một con người. Nhiệm vụ 4. Tổ chức lễ tiễn các tính Phật nam nữ nào có công đức vô lượng trở về Phật giới. Còn công đức vừa ít dặn dò đường trở về Phật giới. Nhiệm vụ 5. Tổ chức lễ tạo thiên. Nhiệm vụ 6. Tổ chức lễ rước Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất xuống trái đất lập ra đạo Phật. Nhiệm vụ 7. Tổ chức lễ vị Phật thành đạo Nhiệm vụ 8. Tổ chức lễ vị Phật khai đạo Nhiệm vụ 9. Tổ chức lễ vị Phật truyền thiền tông đầu tiên Nhiệm vụ 10. Tổ chức lễ tiễn vị Phật trở về Phật giới và nhiều lễ nhỏ khác. Nhiệm vụ 11 Thành lập ra các ban thần để quản lý trái đất này Câu hỏi 32 của chúng cháu Nhiệm vụ của Thánh Chủ Trái Đất và Thánh Mẫu là gì, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời Nhiệm vụ của Thánh Chủ Trái Đất và Thánh Mẫu có bốn nhiệm vụ như sau một Làm theo sự phân công của bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương hai dạy các tánh phật nam nữ mang thân và tánh người tạo công đức ba lập ra ba đạo thần thánh tiên và đại hải thanh tịnh bốn lập ra các ban như Bang một Bang bảo vệ ba đạo thần thánh tiên và đại hải thanh tịnh ban hai ban phụ với ban nghi lễ thần ban ba ban trợ giúp tánh người sống nhàn hạ không làm gì ở trái đất này mà bị nhân quả vâng vâng câu hỏi 33 của chúng cháu nhiệm vụ của tiên chủ trái đất và tiên mẫu là gì thưa bác chúng con cảm ơn bác nhiều ạ à? bác nguyễn nhân trả lời nhiệm vụ của thánh chủ trái đất và thánh mẫu có bốn nhiệm vụ như sau một làm theo sự phân công của bốn vị trời tứ thiên vương hai lập ra nước bồng lai tiên cảnh và đại hải thanh tịnh ba lập ra bảo vệ nước bồng lai tiên cảnh và đại hải thanh tịnh bốn lập ra các ban gồm một ban phụ với ban nghi lễ thần hai ban giúp tánh người sống nhàn hạ lo làm ăn lo cho gia đình lo cho tổ quốc đừng tin bất cứ gì ở trái đất này vì đây là thế gian thế gian này làm gì cũng bị nhân quả hết cảm ơn các cháu đã hỏi bác nhân là 19 câu hỏi của Lê Thị Dung ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa chú, con là Lê Thị Dung cư ngụ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số thắc mắc muốn hỏi, nhờ chú trả lời giúp để con và mọi người tu theo Thiền tông được rõ thông ạ. À. Câu 1. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Ai muốn tu theo đạo nào thì tùy ý. Cớ sao người ta tu theo pháp môn Thiền tông để được giác ngộ và giải thoát, lại bị các thầy chửi pháp môn Thiền tông là đạo tà? Xin chú trả lời giúp con. Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1. Nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Đây là luật pháp của nhà nước còn quý thầy chửi thiền tông đây cũng là quyền tự do của quý thầy thôi cháu đừng quan tâm đến làm gì đức lục tổ huệ năng dạy thiền tông ra đời phá tà tông tà tông bị phá thiền tông ngồi cười thiền tông cứ vậy vui tươi dù cho chửi rủa cũng cười mà thôi thiền tông là bỏ cái tôi vì tôi là ngã muôn đời trầm lung thiền tông chỉ tu chữ dừng dừng được tất cả luân hồi dừng ngay câu 2 tất cả các vị phật nhiều đời trước có phải cũng đã từng dạy con người tu theo pháp môn thiền tông không ạ à? xin chú giải thích giúp con Chú Nguyễn Nhân trả lời câu 2 Vị Phật nào ra đời cũng dạy sáu pháp môn tu Trong đó có pháp môn thiền tông Thiền tông là nhất tự thiền Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa Thiền tông đừng mong sớm trưa Lo nhà, lo quốc, sớm trưa ân cần Thiền tông lo cho bản thân không cầu không lại mở dần trí chân thiền tông không giận không hờn lo cho tổ quốc và ơn phật đà thiền tông dạy vượt ra xa trở về Phật giới ấy ta tu thiền thiền tông đừng nói đảo điên mà nói chân thật tu thiền là đây câu ba còn nghe nói kinh Địa Tạng khi nào người bệnh gần mất, nếu người nhà đọc liên tiếp kinh này trong 49 ngày thì người bệnh sẽ khỏi, còn nếu không qua khỏi mà mất thì sẽ không bị đọa vào địa ngục. Không biết có đúng như vậy không thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu 3. Đây là người ta tu tưởng tượng ra chứ làm gì có chuyện đó. Đức Phật dạy Vào địa ngục là do con người bị nhân quả Hai phần như sau Một Là gây trọng tội ở thế gian này Hai Là thầy tu mà lừa người nói chuyện linh thiêng Để lấy tiền những người mấy muội Chỉ có hai trường hợp này Mới bị vào địa ngục mà thôi Câu 4 Thưa chú Nếu một người tu theo thiền tông mà tạo nhiều công đức và nhiều phước đức. Như vậy, khi người này mất đi, không được về Phật giới, thì kiếp sau họ có gặp lại được pháp môn thiền tông này không thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4. Không căn cứ vào hai phần này được. Có công đức hay phước đức mà không muốn về Phật giới thì phải đi hưởng phước. Còn chuyện gặp thiền tông thì rất khó Mười ngàn năm mới có một vị Phật cho công bố ra Nếu lúc này mà mình có mặt ở nước mà Đức Phật cho công bố ra Thì quả mai gặp được Còn không gặp được phần này Thì phải mãi mãi vẫn trầm luân Câu 5 Kiếp này mình là người Việt Nam Tu theo pháp môn thiền tông Vậy kiếp sau khi trở lại làm người, mình có đầu thai trở lại làm người Việt Nam hay không, hay trở lại làm người các nước khác như châu Âu, châu Mỹ ạ? À? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm. Phần này là nghiệp của mình, không nói trước được. Câu hỏi 6, nếu trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Như vậy có thể cho là Pháp Trần của Trung Ấm Thân lúc lâm chung không thưa chú Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 Pháp Trần là tiếng nói nhỏ của mình nhớ đường về Phật giới Chứ không phải là tiếng câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Câu hỏi 7 khi còn trẻ, con người ta có lúc lầm lỗi, làm điều sai trái với lương tâm. Vậy, khi người đó đọc kinh sám hối thiền tông mỗi ngày, đọc trong vòng 30 ngày, vậy họ có được giảm tội do họ đã gây ra không, thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7. Đọc kinh sám hối thiền tông mỗi ngày, hoặc nghe kinh sám hối thiền tông, nó không có giảm tội mà đây là thuật sử dụng chịu dụng tiếng kinh quấn cứng những phần tội lỗi mà ngày xưa mình đã phạm để những tội lỗi trước đó không bùng phát lại chứ không giảm tội câu hỏi 8 con thấy chú phong thiền tông sư cho một số người nhằm nối tiếp chú duy trì pháp môn thiền tông phổ biến cho mọi người và giải đáp câu hỏi nhưng hiện nay con thấy chưa ai đủ tầm giải đáp như chú. Vậy, số được phong thiền tông sư không đủ năng lực để giải đáp như chú, thì phải làm sao? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8. Phần chương trình phong thiền tông sư này, thiền tông sư Ni Đức Thảo dạy chú, thì chú cứ làm. Còn chuyện nói tiếp thiền tông sư giải đáp là của người khác lo. Chú chỉ biết làm theo lời dạy người trước vậy thôi Khi chú còn Thì chưa có người xuất hiện Cháu chú gần chết rồi Thì sẽ có người đứng ra thế chú Câu hỏi chính Khi người sắp mất Có dòng tộc Ông bà, cha mẹ đứng kế bên để níu kéo Vậy đối với người mới sinh ra Đã mồ côi cha mẹ Thì làm sao họ biết đó là người thân ông bà cha mẹ của mình lúc còn sống cư chú. Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính. Người mới sinh ra đã mồ cô cha mẹ. Đây là duyên nghiệp của người ta, không thể nói được. Câu hỏi 10. Chú đã xuất bản ra được 11 cuốn sách viết về Pháp môn Thiền Tông. Còn cuốn Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, chú chưa xin xuất bản được nếu cuốn giáo lý này không xin xuất bản được Mà chúng con muốn tiếp cận cuốn giáo lý này Thì phải làm sao thưa chú Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 Nguyễn Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Phật Lý Thiền Tông Việt Nam Chú chưa xin xuất bản được Cháu muốn tiếp cận cuốn giáo lý này Chỉ tiếp cận những gì mà chú đã nói ra rồi Thì được Còn những gì tuyệt mật thì không tiếp cận được. Vì sao? Vì đây là quy định của Đức Phật. Câu hỏi 11: Chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy tu giác ngộ và giải thoát, bài trừ mê tín dị đoan và cúng sao giải hạn. Việc này chính nhà nước cũng đồng tình, tại sao đến giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền tỉnh Long An lại không công nhận cho chùa Tân Diệu được phép tu theo pháp môn Thiền tông thưa chú. Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11. Phần này cháu phải hỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứ chú làm sao biết được. Câu hỏi 12. Con thấy các vị sư thầy trong chùa hay quán đảnh cho Phật tử ở trên đỉnh đầu và trì chú Vậy quán đảnh ý nghĩa là sao, xin chú giải thích giùm con. Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12. Các vị thầy này quán đảnh như vậy là mở cửa giải thoát cho Phật tử đó. Vì trong kinh thủ Lăng Nghiêm có câu: "Xuất đảnh giải thoát." Câu hỏi 13: "Thưa chú, cấu trúc và hình dạng của hoa tiêu vị Phật thật sự như thế nào?" Xin chú giải thích rõ hơn giúp chúng con ạ. À. Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13. Qua tiêu dị Phật chỉ là một đốm vàng sáng trong, duy chuyển để trung ấm thân nhìn theo đó mà bay theo. Để đến tận bình lưu của trái đất, nơi Đức Phật ngự để rước trung ấm thân trở về Phật giới. Câu hỏi 14. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới Việc tiêm chủng là điều cấp bách Trong đó có nước Việt Nam ta đang nghiên cứu sản xuất vaccine nano-covax Để chờ Bộ Y tế phê duyệt Nếu đạt chuẩn thì sẽ cho lưu hành Cớ sao con thấy trên mạng có tiến sĩ Phật học Chùa ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Viện Phó Học viện Phật giáo Việt Nam lại cúng và cầu nguyện cho vaccine Nanocovax này sớm được lưu hành Như vậy con muốn hỏi Ngày xưa Đức Phật có dạy cầu nguyện cho lưu hành vaccine như thế này không thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 Bị tiến sĩ Phật học Chùa ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Viện Phó Học viện Phật giáo Việt Nam này Vì quá nhiệt tình với vaccine Nanocovax nên mới cầu nguyện như vậy đây cũng là ý tốt chứ ngày xưa đức phật đâu có dạy cầu nguyện gì đức phật lập ra đạo gọi là đạo phật khoa học vật lý tức đức phật trình bày đạo phật phần nào cũng bằng khoa học và thực tế để những người tu theo đạo phật biết mà thực hành sau cùng là giác ngộ và giải thoát Câu hỏi 15 Như vậy, các vaccine khác đang lưu hành trên thế giới hiện nay thì ai đã đứng ra cầu nguyện để được lưu hành thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 Các nhà khoa học thế giới người ta sử dụng kiến thức khoa học để chế vaccine, để trị bệnh Công thức khoa học như sau Các nhà khoa học Họ lấy kháng thể của con vi trùng COVID-19 bơm vào thân người để kháng thể con người tự chiết ra kháng thể thật mạnh khi có con vi trùng covid 19 vào cơ thể người thì nó bị kháng thể con người tiêu diệt ngay đây là công thức khoa học vật lý còn chuyện cầu nguyện cho vaccine nanocovax việt nam được lưu hành là làm chuyện không thực tế khoa học chút nào câu hỏi 16 sáu việc cầu nguyện để xin Phật gia hộ cấp phép cho vắc sớm được lưu hành được gọi là hành động gì thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16. Việc cầu nguyện để xin Phật gia hộ cấp phép cho vắc xin sớm được lưu hành được gọi là hành động mê tín. Không khoa học. Chúng ta sống thời đại khoa học vật lý 4.0 thì những việc ấu trĩ không sử dụng nữa mới là người có trí tuệ sáng suốt. Câu hỏi 17 Mục đích của thầy tiến sĩ Phật học này đứng ra cầu nguyện để vaccine sớm được lưu hành là gì thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 Tất cả những việc làm ở thế gian này đều là kiếm danh chứ không ngoài gì khác Câu hỏi 18 Con nhận thấy việc chế tạo thành công vaccine để phòng ngừa đại dịch là cuộc cách mạng và là thành tựu vĩ đại về lĩnh vực y sinh học và khoa học trong khi nhà nước mình phải căng sức ra để tuyên truyền vận động người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc 5K phòng chống dịch thế mà các vị thầy ấy lại xem thường pháp luật nghiễm nhiên tập trung đông người không đeo khẩu trang, không khoảng cách để cầu nguyện như thế thì liệu dịch bệnh có hết không? Ý chú như thế nào, thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18. Các việc làm này là việc làm của những người không có kiến thức khoa học. Chứ người có kiến thức khoa học không ai làm chuyện này. Người mà có kiến thức thì trước phải tuân thủ pháp luật, sao không mê tín dị đoan mới là người công dân của nước độc lập và tự do. Câu hỏi 19: Đạo Phật ngày nay chỉ có biết cúng tụng và cầu xin thế này thôi hay sao thưa chú? Chú Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 19. Vì người tu theo đạo Phật ngày nay các vị không chịu học quyển giáo lý của pháp môn mình tu nên mới cúng tụng và cầu sinh như vậy cho tất cả các đạo các vị giáo chủ đều dạy môn đồ hay tín đồ cơ bản như sau một là tôn trọng vị giáo chủ hai là thương nhân loại ba là sống cho gia đình bốn lo cho tổ quốc chứ không có tôn giáo hay đạo giáo nào dạy ngoài công thức này chú nhân cảm ơn cháu đã hỏi nhờ cháu hỏi mà những gì chú biết đem ra trả lời cho cháu đồng nghĩa cháu lau chùi kiến thức của chú không lu mờ một lần nữa chú cảm ơn cháu nhiều chú nhân Nếu giả nào có thắc mắc về pháp môn thiền tông học này Thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau Số điện thoại 1 0792 400 843 Nhận câu hỏi thiền tông 1 Số điện thoại 2 0878 912 953 Nhận câu hỏi thiền tông 2 hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông 2013 gmail com Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1. Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3 kèm theo tấm ảnh màu 4 x 6cm. 4. Những câu hỏi hay được Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu